6. Tác dụng của cây sương sâm dùng trị bệnh. Sương sâm là một loại thuốc quý được dùng phổ biến trong đông y. Theo đó, sương sâm được đánh giá là mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người. Mà nổi bật nhất chính là bồi bổ sức khỏe, giúp cơ thể dẻo dai hơn. Nên hầu như các bài thuốc bổ đều có sự tham gia của sương sâm. Tuy nhiên, sương sâm cũng có nhiều công dụng hơn là việc bồi bổ sức khỏe đấy. Các bài thuốc dân gian từ xa xưa đã được lưu truyền lại rằng sương sâm có thể điều trị được nhiều bệnh khác nhau và mang lại kết quả khả quan. Để giúp các bạn có cái nhìn cụ thể hơn về sương sâm cũng như giúp các bạn biết hơn về loại cây này, thì chúng mình xin giới thiệu tới các bạn bài viết này. Ở đây sẽ có tất tần tật tác dụng của sương sâm và những điều bạn cần lưu ý khi sử dụng cây này để đạt được hiệu quả cao. Một, cây sương sâm là cây gì? Đặc điểm của cây sương sâm. Theo đông y, sương sâm mát và hơi đắng và cũng có một chút độc. Chính thế người ta hay dùng nó để thanh nhiệt, tiêu độc, hoặc làm các món ăn, các bài thuốc giải nhiệt, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Hơn nữa, cây sương sâm còn đặc biệt hiệu quả trong việc bảo vệ gan, dạ dày, nhất là đẩy lùi táo bón tốt. Ngoài cái tên là sương sâm thì nó còn được gọi là xanh tam, sương sâm trơn hay là sâm sâm, cùng với nhiều tên gọi khác. Nhưng các nhà khoa học chỉ gọi nó là Tilicora kianra, đồng thời xếp sương sâm vào nhóm thực vật nằm trong họ Menipemat. 1.1 Nhận dạng cây sương sâm. Ở nước ta có hai loại là sương sâm lá láng và sương sâm lông. Dù là sương sâm nào thì cũng là dạng thân leo. Chiều dài của dây có thể lên đến 5 m là bình thường. Lá của cây hình trái xoan và có một lớp lông mỏng và mềm. Mỗi lá có thể dài đến 9 cm. Cuối lá hơi tù lại giống hình tim. Cây sương sâm cho hoa theo chùm với 6 đến 8 nhị. Mỗi bông hoa lại có màu vàng tươi đẹp mắt. Quả của cây cũng là quả mọc theo chùm. Mỗi quả lại có hình tráng xoan nhỏ nhắn và cứng. Một quả có thể dài gần bằng một đốt ngón tay. Lúc non quả có màu xanh. Khi chín thì nó có màu trắng sữa đẹp mắt. 1.2 Cây sương sâm có nhiều ở đâu? Thu hái cây như nào cho đúng? Người ta tìm thấy cây sương sâm có nhiều ở khu vực Đông Nam Á, nhất là Việt Nam, Thái Lan, Campuchia hay Lào. Để dùng làm dược liệu thì người ta dùng hầu như các bộ phận của cây, nhưng chủ yếu là lá và rễ. Khi thu hái thì thu hái quanh năm đều được. Các bộ phận của cây sau khi thu hái xong thì đem rửa thật sạch rồi phơi khô là được. Sau khi sơ chế thì để ở nơi khô ráo tránh ẩm ướt hay mốc là được. 2. Cây sương sâm dùng làm gì? 6. Tác dụng của cây sương sâm. Theo nghiên cứu thì sương sâm lá lông có nhiều sipsampen, hayatin hay là hayatin. Ngoài ra ở vỏ và rễ cây còn có sipsamin, pyrrolidine, menin. Có thể nói với hàm lượng dưỡng chất nhiều như thế này có trong sương sâm, mà nó được dùng để điều trị nhiều bệnh khác nhau. Không chỉ có các bệnh đã được y học cổ truyền chứng minh, mà kể cả các bệnh đã được y học hiện đại nghiên cứu nữa. Chính vì thế người dùng có thể hoàn toàn yên tâm về các công dụng này của cây sương sâm, đồng thời cũng có thể cân nhắc khi sử dụng cây này chữa bệnh. Còn đông y thì cho rằng cây sương sâm chữa táo bón, kiết lỵ nóng trong rất hiệu quả. Thậm chí nó còn có thể điều trị được các bệnh về gan, hạ cholesterol trong máu hoặc là bệnh dạ dày, rất tốt nữa đấy. Tây y cho rằng không chỉ có công dụng tiêu độc, làm mát cơ thể, mà sương sâm còn có nhiều công dụng khác, như ngừa táo bón cho bà bầu, nâng cao sức đề kháng và hệ miễn dịch. Nhìn chung người ta công nhận nó tốt cho bà bầu. 1. Người đi tiểu khó. Lấy một nắm lá sương sâm to đem rửa sạch rồi vò nát ra. Thêm nước lọc vào rồi chắc lấy dịch từ lá sương sâm. Đợi khi nào dịch đó đông lại thì lấy uống. Để dễ uống hơn hoàn toàn có thể thêm đường vào khuấy đều rồi uống. Mỗi ngày chỉ cần dùng tối đa một lạng lá sương sâm để uống là được. 2. Khó tiêu, đau bụng. Lấy lá sương sâm lông nghiền bột rồi trộn cùng bột gừng và bột tiêu. Cứ 4 dê bột sương sâm thì cho 6 dê bột gừng và 5 dê bột tiêu. Trộn thật đều các nguyên liệu rồi thêm mật ong vào để làm viên hoàng. Khi nào dùng thì chỉ cần lấy một viên bằng hạt đậu đen để uống thôi. Cứ dùng đến khi tình trạng bệnh thuyên giảm là được. 3. Người bị táo bón, miệng khô. Rau đắng và sương sâm mỗi loại đúng 30 dê. Có thể tăng thêm lượng sương sâm lên. Thêm rung rút chừng 45 dê nữa là được. Đem nấu nước rồi đợi nguội là uống. 4. Cảm nắng, huyết áp cao, đau xương. Lấy một nắm lá sương sâm thật to chừng 60 dê đem rửa sạch rồi vò nát. Nước lấy để uống, cái lấy để ăn, hoặc cũng có thể nấu nước để uống cũng được. 5. Thanh nhiệt, giảm cân tốt. Nguyên liệu: rây lọc hoặc túi lọc, một nắm lá sương sâm to, một chiếc bát sạch to, một cốc thủy tinh cao. Cách làm: đầu tiên đem lá sương sâm đi rửa nhiều lần với nước rồi ngâm nước muối loãng cho sạch hẳn. Sau đó cho lá sương sâm vào bát và vò nát ra. Thêm 2000ml nước sạch vào. Vò thêm lần nữa cho sương sâm ra nhiều nước. Làm sao cho nước có màu xanh đẹp mắt và nhớt là được.
đổ hỗn hợp vào rây lọc hoặc túi lọc để gạn lấy phần nước cốt. Nếu nước có nhiều bọt thì hất bớt bọt đi là được. Sau đó có thể lọc lại một lần nữa rồi hãy đổ vào ly thủy tinh cho đỡ cặn. Sau khoảng vài tiếng ở nhiệt độ phòng nước xương sâm sẽ tự đông lại như thạch. Bạn lấy ly thủy tinh cho vào ngăn mát tủ lạnh để cho thạch mát hơn. Lúc nào ăn thì cho thêm nước đường vào. Là bạn đã được một ly xương sâm thơm ngon thanh mát rồi. Nước từ xương sâm vừa thanh nhiệt tốt lại vừa có tác dụng giảm cân an toàn. 6. Lợi cho mẹ bầu. Thời kỳ mang thai là thời kỳ rất nhạy cảm. Thời kỳ này cơ thể mẹ sẽ sản sinh ra nhiều hormone progesterone hơn bình thường. Bởi vì có như thế thì thai nhi mới phát triển tốt được. Nhưng cũng chính các hormone này mà nhu động ruột làm việc kém đi, khiến cho thức ăn thừa bị đào thải tồn trữ lại trong cơ thể, không thể ra ngoài được. Vào những tháng cuối khi thai nhi đã lớn lên chèn vào ruột, cộng thêm việc mẹ ít vận động, ăn ít chất xơ, uống ít nước. Cũng chính vì thế mà để hạn chế tình trạng táo bón thì mẹ cần ăn nhiều chất xơ và uống nhiều nước vào. Và loại thực phẩm giúp bạn giải quyết được tình trạng này chính là cây xương sâm. Trong xương sâm có nhiều chất xơ lại mát nên nó được đánh giá là tốt cho bà bầu. Bạn chỉ cần dùng xương sâm làm món ăn thì sẽ cải thiện được tình trạng này. 3. Lưu ý khi sử dụng cây xương sâm. Có thể nói xương sâm là một loại cây có rất nhiều công dụng cho sức khỏe. Dù là người bị bệnh hay không bị bệnh thì nó cũng có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp người dùng khỏe mạnh hơn, đồng thời cũng từ đó mà đánh lui bệnh tật một cách hiệu quả. Tuy nhiên cây xương sâm cũng như bao cây khác thôi, nó cũng có một chút hạn chế, nên nếu dùng mà không chi ý thì sẽ mang lại nhiều hậu quả đáng tiếc. Vì thế bạn cần đặc biệt chú ý nhé. Mặc dù công dụng của cây xương sâm là điều mà không ai có thể bàn cãi, song khi dùng bạn cũng không được vì thế mà lạm dụng. Bởi vì trong xương sâm cũng có một chút chất độc, nếu dùng nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Để an toàn bạn nên xin ý kiến bác sĩ trước khi dùng sẽ tốt hơn.